trong phần 1 của kỹ năng xử lý khi bị chó dữ tấn công, chương trình đã giới thiệu cách nhận biết một số loài chó dữ như Dogo, Doberman, Dachshund Đức, chó trọi Bully, Dachshund Bỉ. Cùng với đó là trải nghiệm thực tế của nhân vật nữ Kiều Anh. Nhớ lưu ý cho anh sẽ che tay, che cổ, cổ và tất cả hai bàn tay em phải nắm chặt, tránh cắn dập lại hai. Còn khi em chạy và bị ngã, em phải nằm úp xuống và che tay che cánh, hai tay che cánh thì cái độ sát thương của chó cắn nó sẽ. Với những kỹ năng ứng phó được học từ các huấn luyện viên của trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ PDS, Kiều Anh đã xuất sắc xử lý tình huống bị chó dữ tấn công một cách chính xác. Kỹ năng đầu tiên là nắm chặt hai bàn tay để tránh bị chó kích động và cắn nát. Giơ tay lên che cổ và đứng nguyên tại chỗ. Nếu chạy và bị ngã, hãy nằm úp xuống, nắm chặt tay che gáy và nằm im để làm giảm hứng thú khiến chó bỏ đi. Hãy cùng xem nhân vật còn lại của chương trình sẽ đối mặt ra sao với chú chó Rottweiler hung dữ. Vào tình huống đầu tiên, chương trình quyết định chưa hướng dẫn các kỹ năng để xem phản xạ tự nhiên nhất của nhân vật trải nghiệm. Vượt rào là cách mà Mạnh Trường đã lựa chọn để thoát khỏi hiểm nguy. Thật sự tôi cảm thấy rất là nguy hiểm với tình huống vừa xong. Tôi tưởng là nó sẽ độc tôi và tình huống đúng là phản ứng tự nhiên khi tôi phải lao vượt qua rào để tránh khỏi sự nguy hiểm từ con chó khi lao đến cắn tôi. Với lần trải nghiệm thứ hai, Mạnh Trường đã có thêm những động tác khiêu khích. Chắc chắn hành động này sẽ làm tăng thêm phần hung dữ của chú chó Rottweiler. Với kỹ năng đã được học từ các huấn luyện viên như đứng im, một tay che cổ, một tay che hạ bộ, rất nhanh chóng, Mạnh Trường đã thoát được tình huống chó dữ tấn công. Mới đầu trong khoảng tầm khoảng 10-20 giây mới đầu thì chú chó cảm giác rất hung dữ, sau đấy thì chúng đã kiểu cảm giác chán nản và sau những động tác như vậy thì đã bỏ đi. Mới đầu thì em cảm giác rất lo sợ, nhưng mà sau khi đã được bồi bổ chút kỹ năng để xử lý thì em cảm giác thấy nó đỡ lo sợ hơn. Nhưng mà vẫn phải chú ý nếu mà nhả là phải. Để tăng mức độ nguy hiểm lên nữa, chương trình quyết định tháo dọ mõm của chú chó và bỏ mũ bảo hiểm của nhân vật ở lần trải nghiệm thứ ba. Đấy. Thế nếu như mà con chó lao đến hơi lùi lại, hơi cúi thấp xuống tí. Đấy, hơi dài. Nó sẽ bò vào đây. Nếu mà đứng cao quá là nó bò vào đây mất. Phải hơi trùng người xuống mà. Đấy, như thế. Đúng rồi. Đấy. Dachshund Bỉ có ngoại hình khá giống Dachshund Đức, có sức khỏe, sự vận động tốt, ít bị ảnh hưởng của môi trường. Giống chó này rất được ưa chuộng trong việc đào tạo trở thành cảnh khuyển. Chú chó tỏ ra rất hung hăng và dữ tợn, ngay lập tức lao vào nhân vật và cắn xé dữ dội. Con chó lao đến hơi lùi lại, hơi cúi thấp xuống tí. Đấy, hơi dài. Nó sẽ bò vào đây. Nếu mà đứng cao quá là nó bò vào đây mất.
hơi trùng người xuống mà. Đấy, đấy, như thế. Đúng rồi. Đấy. Với kỹ năng bình tĩnh lùi lại, cúi thấp người và chấp nhận cho chó cắn vào tay, Mạnh Trường cũng đã một lần nữa hoàn thành lần trải nghiệm bị chó dữ tấn công thứ ba. Lực tương tác khi mà vồ lấy con mồi, con chó rất là mạnh. Và em là một người đàn ông nhưng mà em cảm thấy rất là mệt sau khi trải qua một cú giằng co như vậy. Khi mà chó cắn thì chúng ta có những kỹ năng cơ bản nhất, đó là chúng ta giơ một vật, bất kỳ một vật gì mà chúng ta có thể chuẩn bị được bên cạnh. Ví dụ như là giày, dép hoặc quần áo. Còn không, trong trường hợp không có thì chắc chắn chúng ta phải giơ tay. Và biện pháp cuối cùng đó là chúng ta dùng ngón cái chọc vào mắt con chó và dùng ba ngón trụ. Đó là kỹ năng. Khi bị chó dữ tấn công, nếu có hàng rào xung quanh, hãy cố gắng chạy thật nhanh và vượt qua hàng rào để thoát khỏi sự hung hăng của những con chó dữ. Nếu không thể chạy, hãy đứng im, nắm chặt tay để tránh bị cắn nát và dùng một tay che cổ, một tay che hạ bộ. Nếu trong tình thế bắt buộc bị cắn, hãy bình tĩnh lùi lại, cúi thấp người và chấp nhận cho chó cắn vào cẳng tay là nơi ít nguy hiểm nhất. Trong phần tiếp theo, các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện Chó Nghiệp vụ PDS sẽ hướng dẫn thêm các kỹ năng chống trả lại những con chó hung dữ cũng như cách giải cứu người bị chó dữ tấn công. Khi trong trường hợp mà ta bất khả kháng, tức là không còn cách nào nữa thì ta cho cắn vào cổ tay và người bị cắn sẽ xử lý như sau. Một là ta nhấc chó lên để giảm sức cắn của chó và ta dùng ngón tay cái đâm thẳng vào mắt hoặc chụm ba ngón đâm thẳng vào. Đây là phương án thứ nhất. Tiếp tục, phương án thứ hai là ta chọc vào mạng sườn, chó cũng nhả. Bất ngờ ta chọc co, chọc nhanh vào mạng sườn, chó cũng nhả. Phương pháp thứ ba là ta nhấc lên và đá vào bộ phận sinh dục. Thật căng, bất ngờ. Còn phần tiếp theo, nếu cắn trẻ em, phụ nữ, người già, khi ta gặp trường hợp mà không có vật dụng gì thì ta sẽ cởi ngay thắt lưng da ra hoặc áo và ta sẽ làm động tác như sau. Luồn qua cổ, quấn và siết cổ. Để làm giảm chấn thương mạnh nhất, ta siết mạnh. Một lúc là chó sẽ nhả, dù những con chó pitbull rất to cũng nhả. Những cái cơ bản để các bạn biết. Còn những đối với cắn người thanh niên thì các bạn cũng có thể làm một cách như sau. Ta cầm đuôi và ta bắt chéo chân, ta vặn thì chó cũng sẽ nhả. Chó cũng sẽ nhả. Đó. Còn những cách giải cứu tiếp theo là ta có thể dùng gậy ngắn, gậy dài để ta giải cứu. Trong trường hợp khẩn cấp thì ta có thể đánh vào các điểm cho chó bị thương, đánh vào các điểm hoặc cho chó sợ, đánh với mức độ vừa phải. Còn khi không ấy, ta có thể đánh mạnh. Và tiếp theo có thể dùng lửa và dùng nước. Nếu có nước thì ta có thể dùng một xô nước hoặc một chậu nước, ta dội thẳng vào mặt chó sẽ nhả ra. Rất nhiều con là nhả ra và sẽ không cắn nữa và sẽ đi bỏ đi luôn. Có thể những các bình xịt như xịt muỗi, rồi các loại bình xịt, ta có thể xịt vào mặt chó cũng nhả. Và sau khi đã giải cứu được người rồi thì đề nghị các bạn đến nơi cơ sở y tế gần nhất để ta sơ cứu, rửa vết thương và tiêm phòng dại và ổn định tâm lý cho người bị chó cắn. Theo các huấn luyện viên chó nghiệp vụ, đối với các tai nạn do chó gây ra thì 100% nguyên nhân đều do con người. Tình trạng chó được thả rông ngoài đường mà không có biện pháp kiểm soát xảy ra nhiều. Nếu không được khắc phục thì tai nạn chắc chắn sẽ tiếp diễn. Vì vậy, cách phòng tránh bị chó dữ tấn công là không tiếp xúc khi chó đang ăn, không kích thích, trêu chọc chó, không nhìn lâu vào mắt chó. Nếu bị chó dọa thì đứng yên như cây, không bỏ chạy. Nếu kịp thì leo lên nơi cao chó không nhảy tới. Để thoát khỏi tình huống chó dữ tấn công, cần nắm chặt tay để không bị chó cắn nát ngón tay. Hãy đứng im và dùng một tay che cổ, một tay che hạ bộ là những bộ phận cực kỳ quan trọng trên cơ thể. Nếu bị rơi vào tình thế buộc phải bị cắn, thì nơi an toàn nhất sẽ là cẳng chân, cẳng tay. Lùi lại, cúi thấp, chấp nhận cho chó cắn vào tay. Nếu bị chó cắn vào đùi, nguy cơ cắn trúng động mạch chủ là rất cao. Khi đã chấp nhận để chó cắn vào một tay, hãy dùng tay thuận để tấn công vào các điểm yếu như mắt, mạn sườn của chó bằng một lực mạnh và dứt khoát cho đến khi nó buông bạn ra.
để giải cứu người bị chó dữ tấn công, hãy nhanh chóng sử dụng thắt lưng hoặc áo, khăn quàng để siết cổ chó. Ngoài ra, một xô nước hay một chút lửa tạt vào mắt cũng có thể làm dịu hệ thần kinh tức thời để chó nhả nạn nhân ra. Nếu bị chó cắn, với những vết thương vào chỗ hiểm, chảy máu nhiều, cần tập trung cầm máu trước, sau đó sát trùng vết thương. Khi rửa vết thương, cần rửa cùng xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó rửa kỹ với cồn 70 độ hoặc cồn iốt và đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt.